Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2022, gồm có 3 đài: đài Bến Tre, đài Vũng Tàu và đài Bạc Liêu. Chúc các bạn may mắn. Bạn hãy tặng mình một đăng ký, một like ở kênh Mạnh Vlog 1 của mình để nhận những kết quả quay thử tham khảo xổ số miền Nam miền Bắc mới nhất từ kênh của mình nhé.